Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối chủ nhật ngày 13 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Công nhận làng hoa Vạn Thành là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lâm Hà phát triển từ chuyển đổi cây trồng. Giấy phép con vẫn làm khó doanh nghiệp. Người thổi hồn cho gỗ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt kỹ năng nghề chuẩn quốc tế, đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm có thu nhập cao cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt dự án đầu tư nghề trọng điểm đến năm 2020 của trường Cao đẳng nghề Đà Lạt. Theo đề án sẽ tập trung đầu tư 3 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, gồm nghề công nghệ sinh học, nghề công nghệ ô tô và nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Với tổng mức đầu tư giai đoạn 2019-2020 là 23 tỷ 800 triệu đồng. Trong đó đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động dạy và học là 1 tỷ. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đào tạo các ngành nghề là 20 tỷ 500 triệu. Đầu tư đào tạo bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý 1 tỷ 500 triệu đồng. Số tiền còn lại đầu tư chi phí khác. Nguồn vốn đầu tư trên được trích từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp việc làm và an toàn lao động thuộc giai đoạn 2016-2020 là 19 tỷ đồng. Ngân sách địa phương cân đối từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 1 tỷ đồng. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị là 3 tỷ 800 triệu. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2019-2020 do trường Cao đẳng nghề Đà Lạt làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định số 21 ngày 8 tháng 1 năm 2019 công nhận làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hoa Vạn Thành. Đây là làng hoa thứ hai ở Đà Lạt, sau làng hoa Thái Phiên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô sản xuất trên 150 ha và 296 hộ tham gia sản xuất kinh doanh hoa các loại. Hiện nay, vùng hoa Vạn Thành trồng các loại hoa thương phẩm bán ra thị trường như hoa hồng, cẩm chướng, cát tường, đồng tiền, lily, v.v. Đồng thời, đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách đến tham quan chụp ảnh cùng hoa. Các hộ nông dân tại vùng hoa Vạn Thành hiện đã ứng dụng hoàn toàn công nghệ cao trong các công đoạn trồng, chăm sóc hoa như hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới tự động. Ngoài các giống hoa truyền thống thuần chủng của địa phương, bà con nông dân Vạn Thành đã nhập nhiều giống hoa hồng giống mới là từ châu Âu cấy ghép trên thân cây hồng bản địa để cho ra loại hoa đẹp và lạ với nhiều chủng loại khác nhau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Lâm Đồng thực hiện văn bản số 9880 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố mức lãi suất cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên áp dụng trong năm 2019. Cụ thể, lãi suất cho vay đối với dư nợ các khoản cho vay, thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi của ngân hàng với khách hàng là 6,5% một năm. Lãi suất cho vay đối với dư nợ các khoản cho vay sau thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi của ngân hàng với khách hàng là 9% một năm. Được biết, chương trình được triển khai trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên là Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum, dành cho các phương thức tái canh theo phương pháp trồng tái canh hoặc ghép cải tạo cà phê trên cơ sở quy hoạch tái canh cà phê các địa phương khu vực Tây Nguyên từ nay đến năm 2020. Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết năm 2018, các điều kiện về thời tiết cơ bản thuận lợi cho công tác gieo trồng, xuống giống và chăm sóc cây trồng, nhất là chuyển đổi các loại cây trồng dài ngày, với tổng diện tích cây dài ngày của địa phương đạt hơn 256.300 ha, đạt hơn 104% so với kế hoạch năm và tăng 2% so với năm 2017. Cụ thể, cây cà phê có diện tích 174.390 ha, sản lượng 508.000 tấn, tăng 3,3%. Cây điều gần 28.500 ha, sản lượng gần 7.500 tấn, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, một số cây trồng tăng cao cả về diện tích và sản lượng như cây dâu tằm hơn 6.770 ha, sản lượng hơn 100.000 tấn, tăng gần 9%. Cây mắc ca hơn 3.600 ha, sản lượng hơn 1.000 tấn, tăng hơn 10%. Cây ăn quả hơn 17.300 ha, sản lượng gần 140.500 tấn, tăng 21%. Ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi thì nhờ các sản phẩm của cây dài ngày như cây ăn quả, mắc ca, dâu tằm,
Trong những năm gần đây có giá trị kinh tế cao, nên nông dân đã tập trung đầu tư áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đã khiến cho diện tích sản lượng cây dài ngày của Lâm Đồng tăng lên. Những năm qua, huyện Đạ Tẻ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng. Toàn huyện đã chuyển đổi 1.543 hectare điều sang trồng cao su, dâu tằm và cây ăn trái. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ từ 2 đến 3 vụ lúa sang 2 vụ lúa, 1 vụ bắp đông xuân đạt 1.126 hectare. Theo ngành nông nghiệp, trên địa bàn hiện đang phát triển hơn 1.340 hectare cây dâu với hàng ngàn hộ làm nghề nuôi tằm. Mức thu nhập có thể nói là cao nhất so với các loại cây trồng khác. Chủ trương của huyện là khuyến khích các hộ chuyển đổi những loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp có thu nhập thấp và nhiều rủi ro sang trồng cây trồng phù hợp. Để tạo điều kiện thực hiện chủ trương này, huyện sử dụng nguồn kinh phí phát triển nông thôn hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta để chuyển đổi sang loại cây trồng phù hợp. Với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đời sống nhân dân trong toàn huyện không ngừng được nâng lên, góp phần đưa ba xã còn lại là Đạ Ban, Mỹ Đức và Đạ Lây về đích nông thôn mới trong năm 2018. Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay lên 10 xã. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần làm chủ công nghệ, làm chủ tư liệu sản xuất được lan tỏa sâu rộng trong nhiều tầng lớp nhân dân ở Lâm Đồng. Được mệnh danh là nông dân của nền nông nghiệp công nghệ cao, nông dân Lâm Đồng không chỉ vươn lên thoát nghèo mà luôn mạnh dạn, dám đổi mới, thậm chí là dám chấp nhận rủi ro để tiến đến thành công. Chúng ta hãy về huyện Lâm Hà để nhận thấy sự đổi thay trong nhận thức được thể hiện trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của nông dân nơi đây. Đối với gia đình bà Lương Thị Thay ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, việc canh tác hoa trong nhà kính đã không còn xa lạ. Dù cả vùng đất Tân Văn, những mô hình như thế này xuất hiện chưa nhiều. Xóa thế độc canh cây cà phê trên vườn nhà mình để chuyển sang trồng hoa trong nhà kính là cả một quá trình học hỏi kinh nghiệm và dám liều của vợ chồng bà Thay. Cứ nghĩ là mình là dòng sau bán ở đâu, ai người ta mua. Nhưng đất không phụ công người, bằng những kiến thức học hỏi được, vườn hoa cúc các tường cải ngọt của bà Thay cho năng suất chất lượng cao. Vấn đề thị trường tiêu thụ không còn là nỗi lo của bà Thay. Mình mới đi học hỏi thì nó khó khăn, như chồng được qua một vụ là mình thấy nó ấy. Tại vì nó cũng có những người ta giao giống cho mình, người ta cũng truyền cho mình cái kỹ thuật. Cứ một mối xong hai mối xong dần dần là người ta cứ đến người ta mua cho thôi. Lo nhất là đầu ra, như bây giờ đầu ra nhà cô ổn định, từng nào hoa cũng hết. Cái mức sống thu nhập của người dân nó được tăng lên và nó ổn định. Thì trong đó thì đối với xã Tân Văn á, là cái xã chủ yếu là phát triển nông nghiệp. Cái cây trồng chủ yếu là cái cây cà phê và cây lúa nước. Chuyển đổi một số cái diện tích đất mục vụ kém hiệu quả sang trồng một số các cây trồng khác, đặc biệt là trồng rau hoa và trồng cái cây dâu tằm. Khác với bà Thay, anh Bùi Quốc Thảo là một nông dân trẻ, kinh nghiệm sản xuất chưa nhiều, nhưng chính sức trẻ làm nên sự bứt phá trong anh. Anh kiên quyết mở rộng cây hoa công nghệ cao, thu hẹp dần diện tích cà phê già cỗi. Mấy năm gần đây thì cà phê nó giá cả nó cũng bấp bênh quá, làm nó không có năng suất, không có hiệu quả kinh tế, nên là mình quyết định chuyển đổi sang cây hoa thạch thảo này. Thì năng suất thì mình trồng trong hơn năm qua thì mình thấy nó hơn cà phê. Cái việc mà tiêu thụ mà ký kết cái tiêu thụ sản phẩm này ấy, thì nó đang phụ thuộc vào một số yếu tố mà cái đầu ra cho sản phẩm. Hiện nay đối với xã thì cũng đã đang kêu gọi mời gọi các cái công ty, doanh nghiệp về để như là giới thiệu với bà con dân để ký kết cái tiêu thụ sản phẩm này. Mà tiến tới thì tôi cũng đang làm việc với một số doanh nghiệp lớn của Đức Trọng, sẽ mời vào đây và mời các hộ sản xuất này sẽ lên để như là giới thiệu cho các cái nguồn ra cho các sản phẩm trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà cho biết hiện nay toàn huyện có 11.200 hecta đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 23,5% diện tích đất canh tác của địa phương, và tăng 1.200 hecta so với cuối năm 2017. Trong đó, rau hoa ước đạt 255 hecta, cho thu nhập cao gấp 4 đến 5 lần so với các loại cây trồng khác. Doanh thu đạt từ 500 đến 800 triệu đồng hecta. Quy hoạch chung về mặt báo cáo này thì chúng tôi chỉ đạo yêu cầu xây dựng kế hoạch chuyển đổi một cách cụ thể. Và cái kế hoạch đó phải được xem xét một cách cụ thể, kỹ lưỡng, để tránh cả cái trường hợp là khi mình xây dựng nghị quyết, xây dựng kế hoạch
mà lại không chuyển đổi được thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến quá trình sản xuất. Và bây giờ thì tinh thần chung của huyện ấy là làm từng bước vững chắc, tạo cái mối liên kết chặt chẽ và tạo chuỗi giá trị cao trong quá trình phát triển sản xuất. Trong quá trình chuyển đổi thì chúng tôi khuyến cáo nhân dân là chuyển đổi nhưng mà phải bám sát với đầu ra của doanh nghiệp. Cùng với các chính sách hỗ trợ từ các cấp các ngành, nông dân huyện Lâm Hà đang ngày càng năng động, sáng tạo, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là mảnh đất quê hương mới của những người con thủ đô ngàn năm văn hiến. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, tập trung các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong học sinh, sinh viên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán, trao đổi, sử dụng cần sa, ma túy, chất gây nghiện trong học sinh, sinh viên, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tải thông tin về tác hại của việc sử dụng cần sa, ma túy, chất gây nghiện. Các quy định của pháp luật, hình thức xử phạt hành vi mua bán, trao đổi, sử dụng cần sa, ma túy, chất gây nghiện đến học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường quản lý, có nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về tác hại của ma túy, chất gây nghiện, các thủ đoạn dụ dỗ lôi các học sinh, sinh viên của các đối tượng xấu ngoài xã hội, tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội trong đó có ma túy, phát động các phong trào phòng chống ma túy học đường trong giáo viên, học sinh, sinh viên, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực học đường vào các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong học sinh, sinh viên. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác trao đổi tình hình thông tin nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán, trao đổi, sử dụng trái phép cần sa, ma túy, chất gây nghiện trong các trường học và ngoài xã hội. Theo thống kê, trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 215 vụ tai nạn giao thông, làm 142 người chết, 144 người bị thương. Trong đó có 113 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 13 vụ rất nghiêm trọng và 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng. So với cùng kỳ, tai nạn giao thông ở Lâm Đồng tăng cả 3 tiêu chí, trong đó số vụ tăng 10,26%, số người chết tăng 5,97%, số người bị thương tăng 13,39%. Nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông tăng ở Lâm Đồng vẫn là các lỗi đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ, điều khiển xe sau khi đã uống rượu bia, tránh vượt không an toàn. Trong đó, mô tô chiếm tỷ lệ gần 60%, ô tô là 36,7%. Hầu hết xảy ra trên tuyến quốc lộ và đường nội thị. Ngoài ra, các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ chưa được xử lý triệt để. Công tác dự báo các điểm nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông vẫn còn hạn chế. Công tác phối hợp tuần lưu, tuần tra giữa các lực lượng chức năng chưa mang lại hiệu quả cao. Trong năm 2019, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tập trung vào 7 giải pháp trọng tâm để đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu giảm từ 5 đến 10% các mục tiêu đề ra, trong đó nâng cao hiệu quả hiệu lực công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ điều hành trực tuyến giao thông, giám sát và hỗ trợ xử lý vi phạm tại thành phố Đà Lạt, nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ xe buýt, giảm mức độ sử dụng phương tiện cá nhân, thực hiện các giải pháp chấn chỉnh các vi phạm đối với dịch vụ xe taxi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trực quan, thí điểm giáo dục an toàn giao thông tại các trường mầm non, rà soát khắc phục các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe và lập lại trật tự trong hoạt động vận tải. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Với chủ trương phá thế độc canh cây cà phê, phát triển mạnh mô hình đa cây đa con nhằm gia tăng giá trị sản xuất và hiệu quả thu nhập trên một đơn vị diện tích. Trong thời gian qua, huyện Di Linh đã thực hiện được gần 5.000 hectare diện tích, tập trung chủ yếu tại các xã Hòa Ninh, Đinh Trang Hòa, Đinh Lạc, Tân Châu, Hòa Bắc, Hòa Nam và Tân Lâm, với các cây trồng xen canh chính như cà phê, sầu riêng, bơ, mắc ca, hồ tiêu, dâu tằm. Từ thực tế cho thấy, giá trị sản xuất trên 1 hectare trồng xen đem lại nguồn thu nhập cao gấp 2 lần trở lên so với trồng thuần cà phê. Đây là điều kiện quan trọng để trong thời gian tới, huyện Di Linh tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trồng sen đa cây, đa con rộng khắp trên địa bàn,
góp phần phát triển kinh tế, nâng cao nguồn thu nhập cho người nông dân. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, đến nay đời sống hộ nghèo và diện mạo vùng nông thôn của Đam Rông đổi thay rõ nét. Đặc biệt, năm 2018 thông qua nguồn vốn đầu tư theo nghị quyết 30A về giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Đam Rông triển khai 23 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các xã thôn đặc biệt khó khăn, phát triển sản xuất, hỗ trợ con em học tập, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, huyện huy động mọi nguồn lực của các cơ quan đơn vị, nhất là các doanh nghiệp, chung tay hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đồng thời vận động hơn 730 hộ đăng ký thoát nghèo, có phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện theo tiêu chí mới còn hơn 21%, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn 32%, giảm hơn 10% so với đầu năm. Cùng với chính sách đầu tư của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, trong đó tập trung khơi dậy tinh thần tự thân, lao động sáng tạo, tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo. Đó là định hướng cốt lõi để chính người nghèo ở Đam Rông vươn lên thoát nghèo. Tối hôm qua ngày 12 tháng 1, đội công tác xã hội trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Xuân yêu thương, Tết sum vầy, trao tặng quà Tết Xuân Kỷ Hợi cho 50 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trước đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết cho 4 đơn vị gồm Làng SOS, Trường Thiểu năng Hoa Phong Lan, Trường Khiếm thính và Hội người mù tỉnh Lâm Đồng với trên 200 phần quà gồm gạo, đường, sữa, xúc xích. Tổng trị giá của các phần quà trên 100 triệu đồng. Ngoài các phần quà được trao, đoàn công tác còn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ý nghĩa, mang đến không khí xuân ấm áp, tràn ngập tình yêu thương. Được biết đây là lần thứ 27, đội công tác xã hội trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các chương trình thiện nguyện tại tỉnh Lâm Đồng. Nguồn kinh phí thực hiện cho chương trình này do đội ngũ sinh viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường đóng góp. Với mong muốn mang đến cho những số phận kém may mắn, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết ấm áp trong tình yêu thương của cộng đồng. Nội dung đáng chú ý phần tin trong nước. Thủ tục cấp giấy phép con vẫn làm khó doanh nghiệp. Thời gian qua, việc cải cách thể chế, thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến rất rõ nét, nhưng nhiều doanh nghiệp và người dân vẫn phàn nàn. Đưa ra ví dụ, một cái kẹo sô-cô-la mà phải chịu đến 13 giấy phép. Người đứng đầu văn phòng chính phủ phải thốt lên rằng ăn đâu hết cả răng. Rõ ràng, giấy phép vẫn đang làm cản trở sự lớn mạnh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp có sử dụng nguyên phụ liệu nhập khẩu, thủ tục cấp giấy an toàn thực phẩm vô cùng phức tạp. Giả sử chiếc bánh được làm bởi 10 nguyên liệu, thì doanh nghiệp phải xin ít nhất 11 giấy công bố phù hợp an toàn vệ sinh thực phẩm, 10 giấy cho nguyên liệu và 1 giấy cho thành phẩm. Những cái sản phẩm đó chúng tôi nhập khẩu chẳng hạn thì chúng tôi phải tiến hành xin giấy phép nhập khẩu, công bố cái sản phẩm nguyên liệu đầu vào, bao gói phụ gia đó. Rồi sau khi chúng tôi sản xuất ra một cái thành phẩm nào đó thì chúng tôi lại phải đi đăng ký công bố lưu hành cái sản phẩm đó, cũng là một lần công bố nữa. Như vậy thì nó công bố, nó chồng công bố. Hiện có 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, mỗi ngành nghề lại bổ sung thêm các chỉ tiêu quy định khác nhau. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tính toán, từ giấy phép cha đẻ ra giấy phép con cháu và tới nay, doanh nghiệp đang gánh trên vai vào khoảng 3.400 giấy phép các loại. Cũng như là sản phẩm rồi bên dịch vụ cũng vậy, đòi hỏi phải có rất nhiều những cái giấy phép con và những cái việc đó nó làm, nó bó chặt chân tay của các doanh nghiệp để mà có thể phát triển. Thành ra nền kinh tế của Việt Nam khi mà chúng ta đi vào một nền kinh tế hội nhập càng ngày càng sâu vào thị trường quốc tế thì cái vấn đề mà làm sao cởi trói cho các doanh nghiệp để họ có thể có cái sự tự do. Theo các chuyên gia, chúng ta cần tăng cường khâu hậu kiểm hơn, bởi hiện nay ý thức về mặt pháp luật, về mặt thực hiện các điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đã được nâng lên. Nếu mà chính sách chúng ta xây dựng ấy là để tạo điều kiện với một cái định hướng nó sẽ khác hơn cái việc là chúng ta quy định để làm sao người ta bắt buộc người ta phải có. Còn chính sách mà chúng ta nếu mà đang có 13 các cái giấy phép con thì chúng ta chỉ cần 3 thôi, còn 10 kia chúng ta tạo điều kiện để làm sao nó thời gian nó nhanh hơn, chi phí nó giảm đi. Thời gian qua, chính phủ đã cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở một số nơi, việc cắt bỏ vẫn cơ học, bỏ cái này nhưng lại sinh ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn khác. Cho nên, cần tiếp tục phải cải cách mạnh mẽ, liên tục, cương quyết và thực chất, dù biết rằng đây là vấn đề rất khó khăn. Quỳnh Nhai là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La và có trên 85% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.
Do vậy, việc tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh mầm non, tiểu học ở các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là hết sức cần thiết, tạo nền tảng giúp nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc học tiếp theo. Đây là một buổi hội thảo tập huấn tăng cường tiếng Việt cho học sinh mầm non vùng dân tộc thiểu số của huyện Quỳnh Nhai, nhằm từng bước xây dựng môi trường tiếng Việt tại các không gian ngoài trời, các khu vui chơi, lồng ghép việc tăng cường tiếng Việt vào các môi trường cho trẻ hoạt động. Một số phương pháp để mà lồng ghép tăng cường tiếng Việt cho các cháu trong tất cả các hoạt động trong ngày. Và cái công tác xã hội hóa, huy động cha mẹ học sinh để cùng phối hợp như là tạo môi trường, dạy các con em ở nhà, xây dựng góc học tập ở nhà cho các con em để cho cái việc tăng cường tiếng Việt có hiệu quả cao hơn. Cái môi trường trang trí trong lớp và ngoài lớp, trong lớp cô giáo bố trí rất là khoa học và môi trường ngoài lớp cũng vậy, rất là thân thiện, gần gũi. Thứ hai nữa là về cái sự giảng dạy của các cô giáo nơi đây là rất là thân thiết, gần gũi. Trong năm học 2018-2019, huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo 15/15 đơn vị trường mầm non tổ chức tăng cường tiếng Việt cho 204 nhóm lớp với 4.332 trẻ dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt. Mỗi lớp học đều có góc tăng cường tiếng Việt cho trẻ học tập và rèn luyện thường xuyên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường tập trung điều tra, ra soát các học sinh dân tộc thiểu số cần phải tăng cường tiếng Việt ở theo từng mức độ, khảo sát về cơ sở vật chất và khả năng năng lực của giáo viên và khả năng sử dụng tiếng dân tộc của giáo viên các vùng miền. Cùng với đó, phòng giáo dục đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt cái việc phối kết hợp với cha mẹ học sinh, với các ban ngành đoàn thể. Phần lớn học sinh mầm non vùng dân tộc thiểu số chỉ sử dụng tiếng Việt khi đến trường. Do đó, việc hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt của các em gặp nhiều khó khăn. Việc tăng cường tiếng Việt sẽ tạo tiền đề để học sinh lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo, từ đó sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy chế tuyển sinh năm 2019 dự kiến sửa đổi bổ sung một số điểm. Trong đó, với nhóm ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, căn cứ kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, Bộ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Những trường xét học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh phải có học lực lớp 12, xếp loại giỏi. Điều này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Ước mơ trở thành bác sĩ của em Cao Viết Huy đang trở nên xa vời trước thông tin phải được học sinh giỏi toàn diện lớp 12 mới được đăng ký dự thi ngành y. Chú tâm theo học ban B để có thể đăng ký xét tuyển vào trường đại học y, nên các môn khác của em chỉ xếp loại khá. Rất là lo lắng ạ. Thì là bọn em thi khối B thì theo biết thì bọn em chỉ thi 3 môn chính là toán hóa sinh, nên là bọn em tập trung vào 3 môn đấy là chủ yếu, và các môn xã hội thì chúng em cũng không tập trung cái gọi là kiến thức của mình vào nhiều ạ. Không chỉ có Huy mà rất nhiều học sinh khác đang lo lắng trước thông tin này, bởi học kỳ 1 vừa kết thúc, kết quả đã có, học kỳ 2 thì muốn ôn tập trọng tâm nên khó có thể học đều các môn trong thời gian ngắn như kỳ vọng. Cái việc mà mình có đạt học lực lại giỏi hay không thì nó cũng không quan trọng. Tại vì khi mà lúc mà mình học đều thì mình rất là khó để phân bổ thời gian vào mấy cái thứ mà mình tập trung. Nhiều ý kiến cho rằng việc sàng lọc thí sinh để xét tuyển ngành y bằng học lực lớp 12 là cần thiết. Tuy nhiên hiện đã bước sang học kỳ 2 nên việc thay đổi đột ngột này sẽ làm xáo trộn việc học cũng như ôn tập cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Bên cạnh đó, mức độ đánh giá và xếp loại học sinh của từng trường trung học phổ thông cũng khác nhau. Nên nếu dự kiến này được áp dụng, sẽ khiến cho không ít học sinh chịu thiệt. Cái sự đánh giá, yêu cầu đối với từng trường nó cũng không giống nhau. Đặc biệt là giữa trường công lập với dân lập, thì như vậy sẽ không có công bằng lắm cho học sinh. Trường Đại học Y Hà Nội, trường top đầu trong cả nước về đào tạo ngành y, trường cũng thường xuyên đưa ra các tiêu chí cho phù hợp với yêu cầu xét tuyển của mình. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay lập tức đưa thông tin thay đổi sẽ làm khó cho thí sinh. Tuyển sinh những thí sinh ưu tú nhất là điều mong mỏi của một trường đặc thù như Đại học Y. Tuy nhiên thay đổi thì cần có lộ trình. Đặt ra cái tiêu chí học sinh giỏi cho lớp 12 và cho kỳ tuyển sinh năm nay thì cũng hơi gấp cho thí sinh. Bởi lẽ rằng là
Bây giờ thì chắc là các trường cũng học sinh cũng đã học xong học kỳ 1 rồi. Cho nên cái việc mà các em nếu mà chưa đạt được loại giỏi thì cũng sẽ gặp khó khăn. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là các thí sinh sẽ phải làm hồ sơ đăng ký. Và hiện là thời điểm chạy đua với kiến thức cho kỳ thi. Bất kỳ một thay đổi nào vào thời điểm này cũng sẽ khiến các thí sinh hoang mang và khó có thể bắt kịp. Nghị lực của người khuyết tật trong làm kinh tế giỏi là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, dù bị khuyết tật liệt nửa người, nhưng anh Ngô Hữu Huynh, sinh năm 1961, ngụ tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, vẫn không ngừng nỗ lực vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần để vươn lên trong cuộc sống. Bằng tình yêu của mình với nghề mộc, anh Huynh đã thổi hồn cho những tấm gỗ vô tri trở nên sắc sảo và giá trị. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đối với những ai yêu thích hay sưu tầm các vật dụng bằng gỗ, có lẽ những món đồ này không thể thiếu trong mỗi không gian trang trí. Từ những mẫu gỗ mộc mạc đơn sơ, chúng đã được đục, đẽo khá công phu và rõ ràng phải cần đến đôi bàn tay khéo léo của người nghệ nhân. Thế nhưng chỉ với một bàn tay còn hoạt động được cùng ý chí, nghị lực của mình, anh Ngô Hữu Huynh hiện đang ngụ tại xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, một người khuyết tật liệt nửa người do u não vẫn có thể đem đến những sản phẩm làm đẹp cho đời. Một tay làm được, một tay làm được, mình còn chân nữa mà. Khi mà không cần thiếu một cái điều gì đó thì dùng chân, có thể mình để cần gỗ hay là tay mình giữ gỗ, rồi chân có thể mình dùng cách nào đó. Cưa cọt hay gì thì mình giữ chân, mình giữ để mình cưa. Ở chính vì mình vượt khó vươn lên, không có lệ thuộc. Thẳng như mình muốn xài một điều gì đó, mình cần mua cái gì đó thì mình tự mình có tiền mình mua, mình phải làm ra để mình mua. Chứ không có xin. Ví dụ như cần người này giúp, người này giúp, mình không thích cái điều đó. Thì một tay thì một, tại vì nhiều người ta làm, không có tay người nào người ta còn làm được. Không chỉ một tay mình đã hơn nhiều người rồi. Tất cả các vật dụng đồ nghề anh đều chỉ có thể sử dụng bàn tay phải để vừa mài, vừa dũa, vừa đánh bóng. Anh Huynh còn tự may mò, sửa chữa các máy móc và các vật dụng sử dụng hàng ngày để tiện cho việc đi lại trên xe lăn và mọi thứ đều trong tầm tay. Ngoài việc làm việc ra thì anh Huynh cũng có những cái sinh hoạt ở trong hội, và anh Huynh cũng là một người khá là nhiệt tình, cũng thường chia sẻ về những cái khó khăn cũng như thuận lợi, cũng như chia sẻ về những cái động lực của bản thân anh Huynh để cho những bạn mới bị khuyết tật cảm nhận được không điều gì mà với cái ý chí của mình mà mình không thể làm được. Và những sản phẩm làm đẹp cho đời đã được mọi người đón nhận. Anh không phải lo nhiều đến chi phí sinh hoạt hàng ngày. Những ngày cao điểm, anh tiện được từ 100 đến 130 con quay hoặc hàng chục sản phẩm cán dao, chân kệ, chân tủ, chân bàn. Những người quen biết đã giới thiệu sản phẩm của anh đến mọi người, hay cũng chỉ là những người vô tình đi ngang qua căn nhà của anh và ghé vào mua sản phẩm. Thấy anh rất là một người can đảm và nghị lực, sống tự tin và không có thấy là than phiền, than chán, nhưng mà đọc thấy vui vẻ. Hơn 20 năm theo nghề mộc, là cũng từng ấy thời gian anh Ngô Hữu Huynh đã vượt lên trên sức khỏe của bản thân, tìm niềm vui trong cuộc sống. Và tin rằng bằng nghị lực và đam mê của mình, anh mãi là điểm sáng, tạo động lực cho cộng đồng người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.